Hôm nay thì Alice Adventures sẽ tiếp tục review cho các bác một dự án trên Move to Earn đang được cộng đồng quan tâm, đó chính là Wingstep nha. Wingstep thì là một cái ứng dụng di động theo dõi sức khỏe và thể dục dựa trên web 3 với các yếu tố truyền thông xã hội và trò chơi NFT tích hợp, nơi mà các bác có thể là kiếm phần thưởng bằng cách đi bộ này, chạy bộ và tập gym nha. Để tham gia trò chơi nha thì các bác cần có NFT miễn phí này, hoặc là phải mua NFT dưới dạng giày thể thao, sau đó là bằng cách đi bộ, chạy và tập thể dục là các bác sẽ kiếm được token và các NFT khác trong trò chơi. Các vật phẩm kiếm được ý thì có thể được sử dụng trong các hoạt động trò chơi để thu lợi nhuận nữa nha. Vào ngày 11 tháng 6 sắp tới đây này thì Wingstep sẽ mở bán vòng IDO trên PSC Station, và để có được cái allocation ý từ vòng IDO warranted của Wingstep thì các bác cần phải stake ít nhất là 15.000 PSCS, hoặc là một cái số lượng ý được cho phép PSCS, BNB này, BSCS này, hoặc là BSD LP token trong IDO pool. Hiện nay thì cái PSC Station đang có chính sách IDO refund, tức là trong vòng 2 giờ tính từ lúc bắt đầu mở claim TGE thì PSC Station cho phép các bạn ấn nút refund để nhận lại tiền đã tham gia IDO nha. Vậy nên ý, nếu mà các bác quan tâm đến dự án Wingstep này thì đừng bỏ lỡ kèo IDO này nhé. Có khi các bác lại được EX tài khoản thì sao? Nhớ là bấm subscribe The Adventures để không bỏ lỡ những kèo IDO hot nha. Tạm biệt các bác, hẹn gặp lại bác những video tiếp theo cùng Alice và The Adventures.